Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Unevin, je suis le propriétaire du château Valandreau, donc l'un des plus célèbres de France en tout cas, et de Saint-Émilion. Il va être bientôt la même chose, ce vin va être connu au Vietnam grâce à vous, bien sûr, avec qui on fait un partenariat. Xin chào tất cả mọi người, mình là Vũ và mình là ca sĩ và kèm nhạc sĩ đến từ Việt Nam. Và đây là nơi mà bác Jean-Luc đã sản xuất cho mình chai rượu vàng với tên là First Time. Le millésime, c'est un grand millésime de Bordeaux 2016. Khi mà quá trình mình đi di chuyển nhiều, mình học hỏi được nhiều thứ từ ngoài Việt Nam thì mình thấy rằng là tất cả mọi người đều đối xử với rượu vang như một cái món đồ và một cái thứ thức uống vào mỗi buổi cuối chiều. Và câu chuyện đấy mình cũng muốn mang về đến Việt Nam. Ça sent bon, ça doit sentir bon, ça doit sentir le fruit, ça doit sentir un peu le champignon, un peu l'automne parce qu'il est déjà un petit peu vieux, 2016, c'est déjà un vin un peu vieux. Thì câu chuyện mà khi mọi người, anh em, bạn bè quây quần với nhau và có một cái chai rượu vang để sao ta, để cho một cái buổi hôm đấy có thể vui hơn được hạn, thì mọi người có thể dùng rượu vang để có thể trò chuyện với nhau và gần nhau và thân mật với nhau hơn. Tại sao lại là First Time? Đối với cá nhân mình, trong những cái bài hát hay là trong những cái triết lý khi mà mình làm bất cứ điều gì thì lần đầu tiên luôn là lần nhớ nhất. Và mình cũng hay hỏi bạn bè của mình nhiều câu hỏi, ví dụ như là lần cuối cùng mà mày có lần đầu tiên là khi nào? Khi các bạn cầm chai First Time thì mình mong rằng là các bạn sẽ hỏi nhau là lần cuối cùng có lần đầu tiên là khi nào? Mỗi chai sẽ là một cái điều đặc biệt riêng của bạn. Và chính bạn là người tạo nên cái kỷ niệm đấy. Và mình đã cùng 75CL mà đã mang cái chai rượu đấy về đây và gửi đến cho các bạn. Santé. Bonne année en tout cas, prospérité pour tout le monde et la paix. Chúc mọi người sẽ có một cái năm mới thật sự là an lành và yên ấm bên gia đình. Và chúc mọi người sẽ có những cái trải nghiệm thật là vui với chai rượu First Time của mình và cùng bác Jean-Luc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Voilà.